Cháu xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên trong video thì cháu Lực xin được gửi lời chúc tốt đẹp tới tất cả khán giả và Mạnh Thường Quân đang theo dõi trên kênh Bản Em. Cảm ơn các bác rất là nhiều trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng kênh Bản Em, để đến thời điểm hiện tại thì ngôi nhà ba ông cháu cũng đã đi vào và lắp cửa và dần hoàn thiện rồi cô bác ạ. Hôm nay thì cháu Đức lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu, và cái như thước phim trước thì cô bác cũng đã theo dõi được rằng là nhà ba ông cháu hiện tại là đã lấy cửa đi vào hết rồi cô bác. Hôm qua thì phải nói là khi mà lấy cửa lên cô bác thì hôm nay cháu Lực lên thì cháu Lực cũng nhận được thêm một cái tin mà phải nói là không biết nói thêm là như nào nữa các bác ạ. Cháu Lực lại bắt gặp người mẹ là đi vào nhà mới của ba ông cháu để xem xét mọi cái. Ở đây thì hôm ấy thì sáng ngay lên nói lên thì cháu Lực không có ghi hình các bác ạ, tại vì cháu Lực đã ghi hình lên khá là nhiều, thấy người mẹ nói cháu Lực rất là nhiều, như vụ hôm nọ ở bên cái chỗ điểm trường để bên chính thôn chính quyền ra cũng giải quyết là êm xôi rồi. Đấy, cũng ở đây thì hôm nay là mẹ của Sử là đi lấy củi, thế là đi qua đây là tạt vào đây luôn các bác, tạt vào đây để mà xem cửa mọi cái, và được tầm 5 đến 10 phút thì ngó cửa ngó kiếc mọi cái thì cũng đi về, nhưng mà cũng không có vào trong các bác ạ. Đấy, có được cũng chia sẻ lên một chút. Thế hôm nay thì mẹ Sử ra thì là ở ngoài thôi, không vào trong rồi đúng không? Vâng. Thế là đi lấy củi về à? Vâng. Cháu được nhìn thấy là vác một cái bó củi rất là to. Đấy, như hôm nọ thì mấy anh em mình ra bên kia cùng ông ấy thì cũng đã nói xong hết rồi. Đấy, có thể là người mẹ của em sẽ rút thêm cái kinh nghiệm. Vâng. Hay rút kinh nghiệm sẽ không có làm những cái hành động có là lố máng. Sói nhỉ? Vâng. Đấy, bây giờ anh em mình đi xem anh thợ là lắp như thế nào đấy. Ôi, Sửa dọn dọn mấy cái này đi. Đấy. Vâng. Bóc xong cửa vào. Vâng. Phải dọn cái này không à, để ra một số rồi. Để ra chỗ nào xong mình lấy đốt đi. Vâng. Cửa này thì bây giờ các anh sợ là đang đi vào mà bắn cái khóa của bác, cho nên là không có mở nhiều. Đấy, vứt ở đấy luôn. Vậy, trên kia thì cháu Lực cũng nhìn thấy là có hai chú là ra xem các anh thợ là lắp cửa mọi cái. Vậy, lấy cái khung này đi để vào trong kia đi, không để tí nó nhờ mấy anh em thợ là lắp luôn. Đấy. Đây là chắc các anh thợ là chưa có đi vào, chưa xong thì chưa lắp được. Để trên là cái này là Sử ơi, để đây tí, đây để luôn, để vứt lên đấy rồi, để lên trên đấy. Nhà vệ sinh thì cũng lắp xong rồi cô bác, cái Sử thì Sử xem nhà vệ sinh như nào. Cửa nhưng mà cái phần khóa là chưa làm, đóng vào xem nào, em thử đóng vào xem nào. Ồ, rồi, đây, cánh cửa nhà vệ sinh rồi các bác, cho nên là làm thêm một cái tấm mà tấm nó không được nhìn vào trong các bác. Đấy, cái này thì mình có sắt vào đây thì nó cũng chưa thể nhìn thấy. Vâng. Làm thêm mà phần khóa ở bên này nữa. Chuẩn bị đi ăn rồi chứ anh? Đúng. Chuẩn bị đi ăn rồi chứ? Nhưng biết đi ăn thì có cơm không? Ta? Sáng này á? Sáng này không có cơm đâu, có phở thôi. Tôi đi quán ăn phở à? Vâng, chỉ có phở thôi. Bây giờ thì cũng khá là muộn nữa, cho nên là cũng không có về mà nấu cơm kịp nữa. Mà anh em là cũng đi ăn phở thôi cô bác ạ. Đấy, cái phòng bên này thì hiện tại là đã lắp xong mọi cái rồi. Đấy, còn là những cái chỗ nào mà cửa sổ mà nó bị hở ra một chút đấy, thì một tí nữa các anh thợ sẽ dùng keo để mà lắp vào cô bác ạ.
Ôi con chó, cái chó nhà anh à? Vâng. Ôi nhìn chó, nhìn đẹp phết nhỉ? Đẹp chứ. Bán không anh? Có. Hả? Có. Cho bé. Cho bé của anh ấy. Không, con bé không phải của anh. À con bé không phải của anh đúng không? Đây là con anh à? Đúng rồi. Ui, tí lẩu. Vừa mới ăn cơm xong đúng không? Vừa ăn. Hàng xóm của Sử là cũng ra ngắm cửa của bác ạ. Từ lúc mà cháu Lực ở đây thì nhìn cháu Lực nhìn thấy là có rất là nhiều người vào, rất là nhiều các bác hàng xóm ra để mà xem, tại vì là cũng chưa có bác nào mà nhìn thấy những cái tấm cửa như này cả. Đấy, có thể là làm gương được ấy Sử nhỉ, này nặn mụn được luôn đấy. Cái này là cái chốt của nó đúng không? Đấy, tất cả các cái cửa sổ thì sẽ gồm có những cái chốt này này mà mình chốt ở trong không bác? Chốt này bắn hơi khó nhỉ? Còn đúng điều thứ 21 rồi nhỉ? Bây giờ thì chắc là mấy anh em cũng sẽ di chuyển là đi xuống xá để mà ăn một chút gì đấy cô bác, để mà tiếp tục là lên trên này để mà làm cô bác ạ. Ở trên thì vừa rồi thì cháu Lực cũng đã cùng các anh em thợ là đi xuống cái kia để ăn về rồi cô bác, cả sửa nữa. Bây giờ các anh em thợ đang tiếp tục là đi vào hoàn thiện cái phần cửa nữa để cho nó xong mọi cái đi. Lực sẽ cùng em Sử là đi xuống nhà cũ một chút của bác ạ, xem là ông có ở nhà không. Xe của Sử đi để đây à? Vâng. Sử không để nhà chú bên kia nữa à? Không ạ. À. Ôi cái chỗ này như kiểu sao có nước từ đây ra ấy Sử? Đúng rồi. Nước nó chảy từ đâu ra ấy chứ kia à? Không, chỉ có ở đấy thôi. Có ở đấy á? Vâng. Thì nước này, chỗ này nó có thường xuyên không hay là như nào? Có mấy tháng thôi. Có mấy tháng à? Vâng. Ồ thế thì này, rau Sử ơi, rau cải này. Nhặt là cái cuống đi, nhặt nhặt ra. Đi là phải chốt chìa khóa đàng hoàng đấy nhỉ, không là sợ lại vào trong nhà thì khá là tối cô bác ạ, trong nhà ấy. Ôi đây cám lợn à, Vâng. Sử lấy con áo kia che che lên trên kia đi. Đấy. Con áo này chắc là sáng nay vừa mặc à, Vâng. cả của em Hải nữa nhỉ. Vâng. Cái bóng điện đấy còn được không? Được ạ. Em thử bật cho sáng một chút nữa. Bóng đèn là năng lượng mặt trời thì tối mới dùng máy nhỉ? Tối mới hay dùng nhỉ? Đã. Đấy, còn về cái bàn mà được bà Vương Kim Thanh mua cho cô bác. Thì khi mà làm cửa xong thì Đức sẽ cùng em sửa lại lấy cái bàn này đi mà để trên kia. Như để là để hai anh em là góc học hành là cũng ở trên đấy luôn. Mày thế mày hôm nay thì học đến đâu rồi Sử? À, học phát triển lên chưa? Gì ạ? Rồi à? Hôm nay thì nắng cũng khá là đẹp cô bác ạ. Ôi cái bảng này bảng gì đấy Sử? Điện à? Đúng rồi. Cán điện đấy để À, làm cán lửa đấy. làm cắm lợn à? Thế đây là cái máy thái rau lợn à? Vâng. Cái điện này thì Sự tự Sự làm hay là ai làm?
Em tự làm thôi ạ. Em tự làm à? Vâng. Thế là em có biết là làm điện à? Vâng. Em sửa nhà mặc dù là không có đi học mà trường lớp gì của bác, em ấy vẫn biết là làm điện này. Điện này thì cũng đơn giản thôi, chỉ cần việc là đóng đinh vào cột lên, xong là cắm cắm ổ vào đúng không? Vâng. Ôi anh thấy là đây là gà để trứng rồi à? Vâng. Mấy quả đây? Ôi nhiều đấy. Không đến xong. Tầm 10 quả thôi. Tầm 10 quả đấy nhỉ? Vâng. Thế trứng này để nó để ra con mới hay là như nào? Cho làm con ạ. Cho làm con à? Vâng. Thế sau bao nhiêu ngày tháng thì gà của sử thì của bác này cũng đã đẻ rồi. Có trứng rồi nhưng mà chưa có ấp đâu. Gà thì thường thường là đẻ rất là nhiều trứng. Như cô bác nhìn thấy vào cái cánh cửa của nhà em Sử thì con lực cũng đã ghi hình lên khá là nhiều rồi cô bác ạ. Cánh cửa này thì cũng khá là ọt đẹp cho nên là được ông với lại Sử là làm. Trước cánh cửa này là trước to hơn đúng không? Vâng. Trước cũng làm ổ khóa ở bên này là cô bác này. Nhưng mà sau là chắc là cửa đã bị hỏng nên là phải cho thêm một tấm này vào. Ôi cái thùng này bị thủng rồi Sử. Vâng. Cái này thủng rồi. Chắc là cũng khá là lâu rồi thành ra là mới bị thủng cái bụng cô bác ạ. Cái rau cải này là bây giờ nhổ cả cuống nó lên à? Vâng. Đây này thì cháu được nhìn thấy thím của cô là xuống đây cô bác này. Không biết là thím là đang thím của Sử ấy không biết là đang đi đâu. Đi đâu ấy hả bông? À? Bông đi đâu? Phải ra ra. Rất là xinh gái và đáng yêu của bác. Ây! Ây! Bye bye! Nhông! Bông! Ôi! Không có dép à? Một mình có hai á? Nhưng mà đúng hai mà đấy. Nước này thì khá là tràn rồi nhỉ, khá là đầy rồi nhỉ. Vâng. Đây một tí nữa, Sử thì đang làm thêm những công việc ở nhà của bác. Xong rồi thì mới lên trên được. Hôm nay ông thì cũng đi Thanh Châu, em Hải thì đi học là chưa có về nhà. Thế là làm hết xong công việc mọi cái thì em mới lại lên trên nhà mới à? Vâng. Thế thì làm xong thì xem là mấy anh em thợ lên lắp sau nhỉ? Vâng. Thế vừa rồi là cáo lợn là em làm à? Vâng. Làm xong thì mới lên trên à? Vâng. Cái này rửa luôn hay là để ngâm ở đây đã? Để đây đã. Vậy. Nhưng mà sợ gà nó về ăn không? Gà không ăn đâu. Ra đây, bày ra đây, mông ra đây. Ra đây chú Bảo, ra đây. Ra đây chú Bảo, ra đây. Hôm nay thì quên mất là không có mua kẹo theo rồi các bác. Đây là bông đúng không? Cái gì bông phanh tay đi. Con chào các ông các bà. Rồi, nào cái từ bảy. Rồi. Ai mua áo cho ấy? Áo này ai mua cho đấy? Mẹ mua cho à? Phải. Mẹ ra chợ mua cho à? Mấy như các bác? Ủng này ai mua cho? Ai mua cho? Biết không? Chú Lực mua cho. Là phải không? Rồi. Ra đây, mong cái này. Bạn kia thì có vẻ như là sợ cháu được hơn các bác ạ. Không có lên đây mấy. Nha. Ra nhà anh Sử chơi à hả? Đi. Thấy, chắc là lên trên kia là không thấy Sử
chỉnh lại cháu lực đầu cho nên là chạy xuống đây. Đấy, né một chút được cô bác. Tại sao lại chạy thế? Hả Mông? Hả Mông? Ôi cái này cái gì đây? Cái này cái gì đây? Cái này xử cho đúng không? À đâu? Không phải đâu. Không phải đâu, không có mà. Cái này, cái này, không phải cái này. Sợ cô bác ạ. À? Anh em mình lên trên nhà mới xem là mấy anh em thợ là làm mà thấy đâu rồi. Ây à, khóc này cô bác này, vừa rồi cháu được vừa cầm tay lại cho nên là nước mắt rưng rưng một tí thôi. Không được khóc chứ. Có tại gió bà. Ừ. Cái gì đấy, có cái gì đấy? Ừ, chẳng có tết tài thằng. À, cô là mượn nó đi à? Thí bơ mượn đi à? Vâng. Bye bye nhá, bye bye. Bye bye. Mông bye bye, bảy. Rồi, bye bye Mông. Rồi. Hôm nay chắc là ba bạn trẻ là không có, ba bé là không có đi học cô bác ạ. Hãy lên trên xem là mấy anh em thợ là đang hoàn thiện là tiếp tục cửa đến đâu rồi. Không biết là hôm nay các anh em thợ có hoàn thiện xong không. Sử nghĩ là hôm nay có xong không Sử? Chắc xong ạ. Chắc là xong à? À. Ông Sử chắc là đi chân trâu rồi nhờ. Vâng. Thế là ông nhìn thấy cửa như vậy thì ông có nói với Sử điều gì không? Nói bảo là đẹp ạ. Nói là bảo là đẹp à? Vâng. Ôi cái cây này cắt ra để làm gì á? Không biết ạ. Ông cắt à? Vâng. Hãy Sử thì từ khi mà được các bác giúp đỡ thì em cũng phải nói là thay đổi khá là nhiều, thay đổi từ ngoại hình này đến cái cách ăn nói của em Sử, không có còn ăn nói trống không như trước mà cháu Lực vừa mới lên bắt gặp nữa. Hôm qua thì cháu Lực cũng đã cùng em Sử là chặt thêm cái cây này đi tránh trường hợp là nó gió to nó bị đổ vào trong nhà. Vậy nhìn từ xa thì có vẻ như là phần mặt tiền thì cũng đã làm xong, lắp phần cửa xong hết rồi. Còn bây giờ anh Hợn đang hoàn thiện vào trong bên trong nhà rồi, lắp khóa mọi cái nữa thì là cũng được rồi đấy cô bác. Đại Sử thì lên đây thì cũng chỉ là phụ các anh. Cô bơm keo như này vào kín mít như này thì anh nói là kiến không vào được đúng không đấy nhở? Anh em mình đi vào trong nhà xem là anh em thợ đã hoàn thiện tới đâu rồi. Phải. Đấy, còn về na dưới, dưới từ từ. Đấy, còn cánh cửa đấy các bác, thì bây giờ hiện tại là nó đang vụn một chút. Đấy, khi mà hoàn thiện các anh lắp cửa xong một cái rồi thì lực sẽ nhắc nhở các em là dùng cái khăn mềm để mà lau hết cái phần bụi nó đi. Đây thì còn có cả, còn có thêm là cái khóa nữa cô bác nhé, còn có thêm là khóa nữa. Tất cả cánh cửa, tất cả mọi cái cửa thì các anh đều là bơm xi lên, là keo lên hết. Có những chỗ thì nó sẽ bị hở một chút của bác ạ. Ở đây thì hiện tại là chưa lắp cái phần không sắt cho nên là nhìn nó sẽ có vẻ là hơi rộng rãi một chút. Tí nữa lắp cái không sắt vào thì còn nhìn trông như kiểu là đẹp hơn.
À, bây giờ ở phần phía bên trong nhà là các anh em thợ đang lắp thêm vào cái phần khung sắt rồi các bác nhé. Đang khoan, có vẻ như khoan thì khá là ổn các bác. Đây, ở đây thì ở phần bên ngoài khi mà nó hở ra thì các anh thợ cũng là dùng cái keo để mà hàn hết lại để không cho nó bị hở một chút nào các bác. Đây, nhìn kính thì có thể là dùng để soi gương được các bác ạ. Đấy, nhìn vào kính trông có vẻ mình cũng rất đẹp trai nhỉ, sự nhỉ. Cô bác ạ. Đây, bóc bóc kia ra đi. Bóc luôn ra đi. Đây mà cái tấm nào còn có thì mình bóc nốt nữa. Đấy, bóc siêu. Cho một cái lớp cao su vào đây các bác nhé, để tránh cái trường hợp mà nó vạt được vào đây là rất kín, phục các bác. Cái cửa thì rất là kín luôn. Đây là cái này, cái này các bạn khóa vào đây hết. Khóa đây. Vào đây ạ. Đây sẽ gồm là có cửa phụ bên này là một cái khóa. Vâng ạ. Và cửa phụ bên này thì sẽ có một khóa và cửa chính có một khóa và cộng thêm là hai cái cửa đi vào phòng ngủ nữa các bác ạ. Đấy, bây giờ thì khi mà ngôi nhà của bao cháu đã dần vào hoàn thiện rồi thì nó được sẽ tiếp tục sẽ đi mua sắm mà được các ông bà các bác gửi tới cho em Sử với lại bao cháu. Vậy thì ở đây thì ngôi nhà này chắc được cũng đã chia sẻ lên khá là nhiều lần rồi. Anh ngôi nhà này không phải là dành riêng cho một mình em Sử hay là ông hay là em Hải cả, mà ngôi nhà này thì dành riêng cho cả ba ông cháu cô bác nhé. Còn nào? Vâng. Rất là chắc chắn, mặc dù em Sử đang kéo cái lực mà rất là mạnh, cũng không thấy nó bị lung lay gì cả. Lắp thêm khóa bên này à anh Quang? Ừ, lắp khóa ngay sau khi mà hoàn thiện phần cửa sổ mọi cái thì sẽ đi vào đường nữa, xong là thắp, xong là mua thêm vật dụng nữa là ok rồi. Đây, ở đây thì anh cũng đã lắp xong cái này chỉ lắp chốt thôi. Phía bên này là lắp chốt thôi cô bác nhé. Cho em Sử đây móc khi mà một chút thì cho được thời gian kia. Anh đang hoàn thiện công trình tới hạng mục nào rồi. Các anh cũng đang cố gắng để đẩy nhanh tiến độ để mà các anh lại về sớm thêm một chút. Ở phía phần bên này thì không sát đã xong các bác nhé. Rất là chuyên các bạn cảm ơn các bạn. Phần phía phòng ngủ bên kia thì hiện tại là hầu như là xong 100% rồi các bác. Phải đóng cửa vào cái là không nghe được tiếng khoan ở bên ngoài luôn. Nghe được nhưng mà nghe ít cô bác ạ. Đấy, cửa thì làm cũng rất là cao ráo cô bác. Chỗ này cửa này thì cho lúc cũng đã nói rồi là 2m17 cô bác nhé. Là ngang với lại cái cửa bên phần nhà. Đấy, tất cả cái chốt thì nó đều là chốt là bằng nhựa hết. Ở đây thì các anh đang ở bên keo đó.
ngay chỉ là đang cho làm chưa có bạn. Vào bên trong thì có vẻ như khá là ổn các bác. Đấy, và cần cửa sổ các anh em thợ làm đấy các bác này. Tất cả mọi cái thì làm cũng đều là rất là vừa vặn, rất là vừa vặn cửa sổ luôn. Rất là khít luôn các bác ạ. Ở nhà thì có vẻ như bây giờ đang khá là ổn. Ở trong cái thước phim trước thì cháu Lực cũng đã ghi hình lên rồi. Đấy, cô bác cũng đã nhìn ngôi nhà của ba ông cháu là như thế nào rồi cô bác. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ đi tổng quan lại thêm một lần nữa cho các bác ngắm khi mà lắp xong cái phần cửa sổ hết mọi cái rồi cô bác nhé. Rồi thì đi thì mới nhìn nó mới ưng hơn. Đấy, em Sử thì hiện tại là vẫn đang ở trong nhà là bóc siêu ngôi nhà của bác. Đấy, bóc thì đây là một cái cửa sổ, mà cửa sổ đầu tiên. Cửa sổ này là cái cửa sổ mà công trình phụ và phòng bếp của bác nhá. Đấy, trước mặt nó là một cái cửa chính cực kỳ to, và kèm theo đó thì ở bên cạnh có hai cái cửa sổ ở bên ngoài nữa, thì nhìn ngôi nhà nó mới cân đối được cô bác ạ. Đấy, phòng ngủ thì ở phần phía bên trước mặt tiền thì cũng có một cái cửa sổ, và một cái cửa sổ nữa thì ở bên hông bên này cô bác. Đấy, phòng này thì sẽ có hai cửa sổ, phòng ở bên trên thì chỉ có là một cửa sổ thôi. Đấy, ở trên phần cửa sổ thì tất cả mọi cái thì cháu Lực cũng cho mấy anh em sơn là sơn cái phần ở trên đấy để cho tạo thành nhìn nó màu mè một chút cô bác ạ. Đấy, khi mà lên cái bộ cửa như này thì phải nói là ba ông cháu cực kỳ là ưng, cực kỳ và thích thú luôn. Đấy, ở đây thì không chỉ là ba ông cháu đâu, cho được nhìn thấy là trên kia là đang có thêm là một chú nhìn từ xa xuống xem là cửa của ba ông cháu là đã hoàn thiện tới mức nào rồi. Đấy, ở trong bản này thì chỉ có là ngôi nhà của ba ông cháu có cái phần kinh phí để mà lắp cái phần cửa như vậy thôi. Đấy, chỗ này thì sau này thì có thể là cho em Sử với em Hải rửa xe hay là giặt áo ở đây nữa. Thì anh hiểu em là khoan cái kia nhá, lắp cái kia vào cho em. Cái khóa này sao anh không lắp từ nhà lên luôn? À nó khó đúng không? À vận chuyển nó khó. À. Vâng. Vâng. Đấy, ngôi nhà của ba ông cháu thì làm mà tới cái quá trình nào thì cháu Lực cũng đã đều ghi cho tất cả các bác cùng xem rồi. Và những cái công đoạn nào mà nó bị sai lệch một chút thì các bác cũng đã nhắc nhở cháu Lực, và cháu Lực sửa lại thêm, chứ để mà tránh trường hợp mà cháu Lực làm xong hết mọi cái rồi thì các bác mới gọi là các bác thì là những người mà lớn tuổi, có những bác thì có thể là trong cái nghề xây dựng với lại ngành cơ khí thì cũng không có xa lạ rồi, cho nên là các bác rất biết rất là nhiều cái kinh nghiệm. Ở đây thì thưa các bác, hôm nọ thì có một cái sự việc của anh bên đội cơ khí đấy, không may là anh tai nạn trong cái quá trình mà làm việc ấy, cho nên là cái quá trình hơi chậm chạp một chút. Thì đến hôm nay thì mới
khi mà anh đi viện xong mọi cái rồi thì các anh mới lên trên này để mà lắp cửa cho ba cháu được. Em Sử đang ở phần phía bên trong này, vẫn đang loay hoay để mà bóc được những cái tấm băng dính ra. Hỏi nếu mà một tí nữa hoàn thiện luôn thì có khi là sẽ mà bảo mấy anh em thợ là ở lại để mà ăn cơm của bác ạ. Các anh thì cũng lên từ sáng sớm rồi. Đây ở đây thì mặc dù là mình đã thuê các anh thì nếu mà mình không có dưới các anh ở lại ăn cơm thì các anh cũng sẽ là đi về nhà và ăn cơm thôi. Đây, hầu như là ở trong bản này thì không thể gọi là khi mà các anh đã giao hộ mình làm cái gì thì không thể để ra về không được. Đấy, phía bên này thì tất cả cái khung cửa sổ thì cây cũng đã lắp sao cho lực hết rồi các bác nhé. Đấy, có cả thêm cái lan lan sắt của bác nhé. Đấy, còn về cái phần sắt thì cho lực sẽ chọn là cái màu sơn mà nó giống cái màu bức tường một chút, cho nên là nếu mà mình ở trong máy quay thì có thể như là có một số thanh sắt thì sẽ không có nhìn thấy đâu cô bác, thì chứ không phải là không có cô bác nhá, là có hết nhá. Đấy. Ở trong thì có vẻ là khá là ổn rồi cô bác. Cửa này thì một tí nữa anh sẽ lắp mà sau cô bác ạ, phần khung cửa này lắp khóa ấy, cô bác. Còn kèm theo đó là ở đây sẽ có thêm là một cái bếp củi nữa các bác. Hôm nọ thì mấy anh em cũng đã test một chút xem là khói nó có chảy ngược vào nhà không, nhưng mà rất là may là không có chảy ngược vào nhà. Ở trong nhà thì hiện tại là sẽ khá là có cắt với đất một chút, cho nên là khi mà làm xong cháu Lực sẽ cùng các em bảo ban các em là nhà chịu khó dọn dẹp lại tất cả mọi cái cho nó sạch bóng. Ok chưa? Này Sử thì đang cố gắng là bóc cho nó hết đi để cho nó. Một tí nữa thì khi mà các anh em thợ hoàn thiện xong thì sẽ bàn giao chìa khóa lại cho em Sử. Mỗi ổ khóa là có 3 chìa anh. Ừ. Thế là quá là hợp luôn anh ạ. Tại vì là nhà của ba ông cháu là có 3 người. Thế có 3 người là mỗi người một chìa luôn nhờ. Đấy. Có thể là cái phòng của Sử ấy thì Sử là phòng hai anh em thì cho là hai anh em thôi, còn một chìa thì mình cất ở đâu. Vâng. Đấy. Còn ở phần cửa bên này với lại cửa chính ấy thì mỗi người là cầm một chìa.
Ở đây thì hàng xóm của Sử là ở từ trên kia xuống thì cứ nghĩ rằng là đây là bằng cái cửa gỗ hết cô bác ạ. Đấy, cửa gỗ nếu mà hoàn toàn chọn tất cả bằng cửa gỗ thì nó sẽ đắt hơn rất là nhiều cô bác, cửa gỗ ấy. Đấy, nhưng mà cửa nhôm này thì cũng ưng ý rồi. Đấy, nếu mà làm như thử Sử thì thích theo cửa cửa gỗ hay là cửa gì? Thích cửa này hơn à? Là thích cửa này hơn chứ không phải là thích cửa gỗ đúng không? Vâng. À, thế cửa gỗ thì như cửa nhà của Sử ấy. Ở đây thì Sử thì nhìn thấy là những cái tấm cửa gỗ như ở nhà mình thôi, còn là không nhìn thấy những cái tấm cửa gỗ mà mấy anh em thợ người ta làm rất là tỉ mỉ cho nên là rất là đẹp. Đấy, ở đây thì em nhìn thấy cửa như này thì cũng đẹp rồi. Thế còn là cái thước phim này cũng khá là dài các bác ạ. Đấy, chắc là mấy anh em có xin kết thúc ở đây thôi các bác. Thêm một tí nữa xem là mấy anh thợ hoàn thiện chưa. Nếu mà hoàn thiện thì có thể là mời mấy anh thợ ở lại ăn cơm. Và cháu Lực sẽ tiếp tục ghi hình tiếp của bác ạ. Thế còn thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Và cảm ơn tất cả các cô bác đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Cháu sự chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.